저도 나는 머터리 몸을 들어 덤벼봐라 나는 탈도사 머리털을 반짝 세워 탈도 쓰고 힘도 쓰고 스승님이 소리치네 스승님이 후통치네 이제는 그리운 Ngày xưa, khi con người phải sống chung với yêu quái và chịu sự hoành hành của chúng, một vị pháp sư đã xuất hiện, tiêu diệt yêu quái mang lại bình yên cho nhân loại. Đây chính là vị pháp sư trong truyền thuyết. Sư phụ. Ở đâu ra một sư phụ ngủ gật trong giờ học thế kia? Ta ngủ gật bao giờ? Ta chỉ đang suy nghĩ một chút. À vâng, những con yêu quái mà sư phụ đã tiêu diệt vẫn tồn tại à? Con trai, con không tin ta à? Yêu quái luôn sẵn sàng xuất hiện ở bất cứ đâu và bất cứ nơi nào trên thế giới này để chơi đùa chúng ta. Còn cái đó khi nào sư phụ sẽ dạy con ạ? Cái gì? Còn gì nữa ạ? Sư phụ nói có cách điều khiển đối phương theo suy nghĩ của mình mà. Sư phụ nói sẽ khiến con tự mình qua chỗ này mà. Đã hơn một giờ rồi đấy ạ. Thế sao? Thảo nào chân ta tê quá. Không được rồi. Không phải ta bảo con từ bên đó qua bên này, mà là ta sẽ khiến con từ bên này sang bên đó. Cái đó cũng vậy mà. Khác chứ. Mau qua đây. Sư phụ lúc thế này lúc thế kia. Thật đúng là. Thế này đã được chưa ạ?
Được rồi, hết giờ học rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Sư phụ nói gì thế ạ? Thế còn phép thuật khiến con đi qua chỗ này thì sao ạ? Ta đã cho con xem rồi đấy. Khi nào ạ? Từ đầu ta đã nói gì với con nào? Ta nói sẽ làm cho con tự mình phải bước qua đây đúng không? Con xem, không phải tự con đi bằng đôi chân của mình từng bước đến chỗ này sao? Con biết ngay là thế này mà. Cái này thì gọi gì là phép thuật chứ? Cái này người ta gọi là gian lận. Cái gì cơ? Không phải đây là tất cả những gì sư phụ dạy con sau khi sẽ bảo con làm hết việc này đến việc kia trong suốt 10 năm đấy chưa ạ? Ta đã nói với con không được dựng tóc tùy tiện rồi còn gì. Những điều đã học nhất định sẽ có lúc dùng đến. Vì vậy, đừng có chỉ biết dựng tóc lên là giỏi. Đúng không ạ? Con dựng tóc giỏi đúng không ạ? Con đã đi trên dây rất giỏi bằng việc dựng tóc. Có tin được không đây? Dù sao thì, sư phụ hãy thử nhìn xem đi ạ. Sư phụ thấy không? Không phải dựng tóc mà là dùng cái đầu. Ăn cơm thôi. Con đi đâu đấy? Con đi chợ chuẩn bị bữa tối. Con tưởng ta không biết là con đi gặp Myo-son à? Đến giờ ăn rồi. Dáng vẻ này trông giống một pháp sư ra lệnh được cho cả thiên hạ, nhưng cũng không thể biết được tài năng gì được che giấu. Dáng đi vội vã kia có thể đối mặt được với những biến cố lớn không? Cha, con đi đâu đấy? Con ra chợ gặp Motoe. Con đã hứa sẽ đi chợ và cùng chơi với cậu ấy rồi. Ta đã nói đừng thân thiết với Motoe rồi mà con vẫn thế à? Có chuyện gì thế? Người phải đi dẫn khách về đây rồi. Là ai ạ? Cái này là gì đây? Nhân sâm mư? Không được rồi. Có vẻ nhân sâm rất to. Các em có biết sư phụ trị ác ở đâu không? Nếu nhường được cho chúng tôi cái cây kia thì tôi sẽ chỉ cho anh. Là gì đây? Là củ cải mà. Một cây củ cải cũng không nhổ được ư? Thôi không cần, ta đi hỏi người khác sẽ nhanh hơn. Sư phụ chị S sẽ không nhận một đệ tử yếu ớt đâu. Đúng vậy. Ai nói ta yếu ớt? Chẳng qua ta không thích động tay vào thôi. Vừa rồi là tiếng gì thế nhỉ? Cái gì đấy nhỉ? Để xem ai thắng nào. Biến thành cây củ cải nhỏ hơn. Hô biến. Gì vậy? Có thứ thế này sao? Dù sao thì thứ này giống như yêu quái. Đừng có động vào, sẽ lớn chuyện đấy. Yêu quái sao? Các em làm gì ở đây thế? Đại ca Motoe, anh có nhìn thấy yêu quái ở đây không? Cái gì mà yêu quái chứ? Là cái cây này này. Nó giống củ cải mà, nhưng không nhổ được. Vậy sao? Đúng là củ cải thật. Các em cần cái này à? Không ạ.
Gì thế này? Thế sao lại bảo anh nhổ? Đúng thật là... Đúng là nó to thật. Mình mà cho Mosoe xem thì... Đến muộn thế nào Mioson cũng giận cho mà xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.